Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Người hàng xóm tiết lộ bất ngờ về tỉnh thất Bồng Lai. Sau khi cơ quan chức năng xác định 6 em bé ở tỉnh thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi mà đang sống cùng mẹ ruột, Dinh đã đến nơi này để tìm hiểu. Không làm mất lòng ai, nhưng họ sống biệt lập, không nói chuyện tiếp xúc với hàng xóm. Đó là những điều người dân trong khu vực chia sẻ về căn nhà mang tên tỉnh thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo ghi nhận, ngày 23 tháng 9, cổng của tỉnh thất Bồng Lai đóng kín, bản thông báo tạm ngưng tiếp khách trong thời gian này để phòng chống Covid-19 được dán trên cánh cửa. Sau khi phóng viên bấm chuông, một người phụ nữ từ phía trong nhìn qua khe cổng và đáp lời: "Các tu sĩ đã đi vắng và xin lại số điện thoại chúng tôi để liên lạc sau." Trao đổi với Dinh, ông Nguyễn Văn Đỏ, 53 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, chia sẻ tỉnh thất này. Trước đây do một người đàn ông tên Thành sống và lập cơ sở thờ tự. Hơn 10 năm trước, ông Thành rời mảnh đất này và tới Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi đi, căn nhà mảnh vườn được ông nhận lại cho bà Cao Thị Cúc khoảng 60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước. Tới năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng một số người khác đến đây sinh sống. Cánh cổng bằng tôn cao khoảng 3 mét được dựng lên từ ngày ấy. Người địa phương hiếm ai nhìn được vào bên trong, thỉnh thoảng một vài đoàn từ thiện, họ đến mở cửa và đóng lại ngay, ông Đỏ chia sẻ. Ông Đỏ thông tin thêm, những người sinh sống trong tỉnh thất không nói chuyện, tiếp xúc với hàng xóm và giữ thái độ biệt lập với người bên ngoài. Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trong lặng lẽ, phía bên trong bức tường bê tông. Người đàn ông trú cùng khu vực tỏ vẻ băn khoăn. Bên cạnh đó, bà Trần Thị Lệ, 48 tuổi, ngụ cách tỉnh thất vài trăm mét cho biết, chỉ thấy những người sống trong tỉnh thất chạy xe máy ra vào, chưa bao giờ tiếp xúc gần. Các tu sĩ sống trong tỉnh thất cũng không làm ảnh hưởng hay mất lòng ai tại địa phương. Cách đây hơn 9 tháng, nhóm người khoảng 20 người đến ngôi tỉnh thất này tìm con gái, xảy ra xô xát với các tu sĩ. Công an có đến làm việc từ đó đến nay, nơi này không xảy ra gì thêm nữa. Ông Nguyễn Văn Hắc, 52 tuổi, cũng tỏ vẻ tò mò trước những sinh hoạt bên trong cánh cổng cao 3 mét. Ông khẳng định đã nhiều lần vào đây để sửa chữa điện. Tuy nhiên lần nào cũng có điều khác lạ, tôi vào tỉnh thất sửa điện nhưng bà Cúc yêu cầu không được tùy tiện đi lại. Tôi đi đâu cũng có người bám theo như vệ sĩ. Người sống trong tỉnh thất có điều hơi khác, chẳng bao giờ tiếp xúc với ai ở địa phương. Cổng tỉnh thất luôn đóng 24/24, kể cả ngày Tết, ông Hắc nói. Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả xác minh những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Theo đó, đa số người sống trong hộ bà Cao Thị Cúc đều có quan hệ huyết thống. 6 em bé tạm trú tại nơi đây đều ở cùng với mẹ, không phải trẻ mồ côi. Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An khẳng định, tỉnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại cơ sở này không phải là tu sĩ Phật giáo. Nhóm người này lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo nhằm trục lợi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.